Xin chào các bạn thân mến, có lẽ đây là một trong những cái mong muốn của các bạn đang đầu tư cổ phiếu phải không ạ? Và mình nói đến cổ tức chính là cái mong muốn của tất cả các nhà đầu tư khi mà tham gia đầu tư cổ phiếu. Tất nhiên là không phải 100%, có những người đầu cơ để người ta hưởng chênh lệch giá. Nhưng với mình chia sẻ ở trong video này là đối với các nhà đầu tư dài hạn để hưởng cổ tức hoặc hưởng giá trị tăng trưởng của doanh nghiệp. Vậy thì trong video này các bạn sẽ hiểu rất là rõ về cái khái niệm cổ tức mà Hòa sẽ chia sẻ gửi tới các bạn. Thế thì cổ tức là gì? Đúng không ạ? Cổ tức chính là cái lợi nhuận của doanh nghiệp chia cho cái số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đó. Lưu ý là cái lợi nhuận đây là lợi nhuận sau thuế, và cái lợi nhuận này là lợi nhuận được đại hội cổ đông thông qua để chia cho các cổ đông, đúng không ạ? Thế thì có hai cái loại cổ tức mà bạn sẽ thường được nhận, đó chính là cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ tức bằng tiền mặt thì thường sẽ được doanh nghiệp họ dùng cái lợi nhuận và chi trả cho bạn bằng tiền mặt đó. Và cổ tức bằng cổ phiếu thì sẽ được tính dựa trên cái gì? Tính dựa trên cái số lượng cổ phiếu bạn đang nắm giữ đó. Thế thì sau đây Hòa sẽ có minh họa cho các bạn xem cái cách để mà bạn nhận được cổ tức bằng tiền mặt như nào, cách để tính bạn nhận cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào các bạn nhá. Xin mời các bạn, và trước hết thì hãy dành tặng cho mình một cái like và hãy chia sẻ cho mọi người nếu các bạn đang cảm thấy rất là hứng thú với cái video này các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tính cái cổ tức như thế nào, đúng không ạ? Mình giả sử là doanh nghiệp sẽ dùng hết cái lợi nhuận để chi trả cổ tức nhá. Thì với cổ tức tiền mặt, giả sử rằng là cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 1 triệu cổ phiếu. Thế thì cái cổ tức trên cổ phiếu nó sẽ là 1.000 đồng. Thế thì mình lấy một ví dụ như này. Các bạn đang sở hữu là 100 cổ phiếu mà doanh nghiệp này họ chia cái cổ tức là 1.000 đồng. Đấy, 1.000 đồng thôi, một cổ phiếu, thì bạn sẽ hưởng là 100k. Đấy, chính là cổ tức. Cổ tức gửi cho các bạn nó đơn giản như này thôi. Đó. Với trường hợp cổ tức bằng cổ phiếu thì sao? Doanh nghiệp chi trả cổ tức với tỷ lệ là 3:1, mình ví dụ như thế. Thế thì bạn đang sở hữu là 300 cổ phiếu thì bạn sẽ nhận được 100 cái cổ phiếu cổ tức. Rất là đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Thế thì cái cổ tức này trả cho các bạn như thế nào? Nếu mà cái cổ phiếu này nó lên sàn rồi ấy, lên sàn chứng khoán ấy, HONE hay là HNX, thì các bạn nhận dễ lắm. Các bạn chỉ cần mở một cái tài khoản chứng khoán thôi. Sau đó thì trung tâm lưu ký họ sẽ thực hiện là hạch toán cái khoản tiền cổ tức này về các cái công ty chứng khoán mà bạn đang có tài khoản chứng khoán ở đó. Và tiền sẽ về tài khoản chứng khoán của bạn. Đấy, rất là dễ dàng. Và nếu mà bạn chưa có một cái tài khoản chứng khoán nào để nhận cái khoản tiền cổ tức của các cái cổ phiếu đang lưu hành, thì bạn có thể là mở một cái tài khoản chứng khoán online. Mình có để dưới phần mô tả ấy, là các bạn có thể mở tài khoản chứng khoán của cái công ty chứng khoán Techcom Security. Mở dễ lắm. Thực ra là mở online, các bạn mở tại nhà, mở động được, các bạn ký hợp đồng online luôn. Nó rất là thuận tiện như là mở cái tài khoản ngân hàng online ấy. Đó, thì các bạn có thể là click vào cái link ở dưới phần mô tả, mình có làm cái hướng dẫn cho các bạn để các bạn mở nhá. Có gì khó khăn thì các bạn có thể comment ở dưới đó thì mình sẽ có thể là giúp đỡ và hỗ trợ cho các bạn để mở. Ok, như vậy là các bạn đã hiểu được cổ tức của doanh nghiệp cho trả cho bạn khi mà các bạn sở hữu cổ phiếu rồi, đúng không ạ? Nếu các bạn thấy cái video này hay, hấp dẫn được các bạn thì hãy tặng mình một cái like nhá. Và nếu các bạn muốn xem nhiều hơn nữa các cái video của mình thì có thể ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông. Mình sẽ gửi tặng cho các bạn các cái video mới nhất của mình về tiền, về đầu tư, về tài chính cá nhân,
hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.